nhận với hàng xóm, bởi vì nhà người ta có cái mặn, đồng hành hái mặn với mình sẽ có anh Tây. Chiều ca này chấp tất cái mặn. À không, cân mặn này một tí. Đây mặn màu đỏ. One for you. One for you. Yeah. Trông đẹp thế này mà ăn không hợp tí nào. Quả mặn màu tím. Chỉ giờ mỗi cái đẹp thôi. Chỉ vì nhà bác này có cây mặn tím đẹp quá nên bánh mì đã vào xin nhận làm hàng xóm rồi. Các bác có để ý kiến trúc nhà bác Âu không? Trông rất thấp và tối giản, có vẻ nhỏ bé như ấm cúng cực kỳ. Thank you so much. Đã hái mặn giúp còn vui tính nữa cơ. Mặn nhà hàng xóm. Bên cạnh dì rào nhà bác ý nha còn có cây mặn vàng nữa cơ. Tất nhiên chúng mình sẽ được phép ăn thử tất cả những cây này. Mặn vàng thì mọng nước và thơm ngon hơn mặn tím. Anh hái xong mà mang đi mời cả nhà mình đây này. Đúng lúc ngày đẹp trời, hôm nay thu hoạch mặn á, bội thu các bác ạ. Quả nào quả đấy cứ béo trùng trục ra. Mặn treo gió đan mạch, 7-8 giờ tối mặt trời vẫn sáng. Con gà mái mơ nó kêu cục tác suốt ngày ở dưới chuồng ấy. Hóa ra nó đẻ mấy quả trứng mặn các bác ơi. Nhiều trứng chưa? Con gà mái mơ mà đẻ ra trứng mặn các bác ạ. Quả nào quả đấy béo trùng trục ra. Các bác ơi, gà nhà mình đẻ trứng nhưng mà nó còn rẻ hơn cả cái quả trứng ở ngoài cây. Mà quả trứng này á, nó không ngọt như quả trứng ngoài cây đâu. Bánh mì sẽ gọt vỏ ra, cho nó vào mấy cái dây này. Đoạn khó nhất là phải treo được nó vào trong cái sợi chỉ. Treo không khéo nó tuột mất bà con ạ. Phải treo ngoài cây mặn chứ, để cho mấy anh em nhà nó ở với nhau. Đứa nọ đùm bọc bảo vệ đứa kia, không nhỡ còn mấy con chim nó ăn phải thì mai kia chúng mình không có mặn treo gió để ăn đâu. Vỏ ngoài màu đỏ mặn mà gọt ra trông vàng ươm các bác nhỏ, có thua kém gì mặn dại đâu cơ chứ. Không có cái treo ở đây sao ấy? Ừ. Thì sao mà treo gió sao nên nó không chưa lại chưa? Ở đây cũng bị gồm. Mặt đâu? Có cái treo ở cây này mà. Cây khác nhở? Hay là chim ăn mất rồi? Ừ. Không có đặc biệt mà treo đấy. Ờ, xong rồi. Thế chắc nó mất rồi. Nó treo ở đấy mà. Thế tìm nhau à? Có bạn ơi, mình thấy như thế nhưng mà mình vẫn mình treo nhé. Mày ơi tìm đi. Nó nhớ cái này chỉ có cây này bằng quả thôi, mấy cái xuống hết quả rồi. Áo ăn biết. Thầy Nghĩa vẫn đang đi tìm mặt các bạn. Mặt ở đây này. Đâu ở cây nào? Tìm thấy chưa? Cây đấy, có cây này có quả thôi. Quay lại tìm xem lại lần nữa nào. Ủa, alo. Tìm mặt đi, ăn mặt đi gì nữa. Không thấy. Tìm ở đây góc sông không? Có được. Có cả này thôi. Không ra nào có khác, bây giờ các bạn lấy quả này. Đây này, mặt đây này. Không thăm cây mận dại thế mà nó đã đụng bao nhiêu rồi. Nhiều bác hỏi sao bánh mì ở bên này cứ đi chơi thế, không phải làm việc gì à? Mình có chứ, nhưng mà mình cũng phải thư giãn chứ. Tranh thủ đang rảnh mình sẽ đi thu hoạch mận dại nhá. Mận dại mọc ở rìa ra nhà bác hàng xóm mình. Các bác đang thắc mắc sao chỗ nào cũng hàng xóm đấy nhỉ. Thật ra đất nhà bác hàng xóm mình rộng khoảng gần 200 hectare cơ, nên chúng ta thoải mái đi chơi nhá. Nhà bác hàng xóm mình làm nông dân nên diện tích đất canh tác cực kỳ rộng, cực kỳ nhiều cây trái nữa. Em ơi, đường nào về Việt Nam biết không? Đến trời á. Ừ, cảm ơn nhá. Con bé con nhà bác hàng xóm mình còn biết ngoại ngữ cơ. Biết tí tiếng Việt nó sang hẳn các bác nhỉ. Nhưng mà không biết Việt Nam ở đâu là hỏng rồi. Bạn này không biết đường về Việt Nam. Đấy, các fan nhí ở nhà cũng chịu khó học ngoại ngữ đi nhá. Sau này có cơ hội thao đi hải táo hay mặn nha. Mà ở Việt Nam người ta nuôi trâu, bò để phục vụ canh tác. Thế mà mình hỏi bác hàng xóm nhà mình mà bác bảo nuôi bò để cho vui. Đại náo vườn hiêu cùng các bé Tây. Hiêu ở bên kia kìa, nhưng mà phải nhẹ thôi. Thấy chưa? Nhẹ không? Sứ mệnh của bánh mì hôm nay là chăn hươu. Đồng hành với mình thì còn có các bạn nhỏ Tây nữa. Chăn thế nào thì chăn, người ta đã miễn phí vé vào đây rồi thì mình phải chăn cho nó no thì thôi. Với một khuôn viên xanh và siêu rộng, đuổi theo để chăn mấy bé này em mệt dã man các bác ạ. Bác bánh mì mà cho rơm mà không chịu ăn đâu, cứ phải hoa quả tươi xịn thì mới ăn cơ. Chiến thần hoa quả táo và mận như mình thì có ngại gì đâu, nhưng hôm nay mình sẽ dùng cà rốt. Mấy bạn nhỏ Tây á muốn sờ cực nhưng mà còn e ngại và sợ sệt một chút. Không sao, có chị bánh mì bảo kê cho các bạn nha. Cuối cùng thì các bé cũng vào vuốt ve được bé hươu rồi, nhưng mà chúng mình nhận ra bé hươu có rất nhiều bùn các bác ơi. Bánh mì và các bé ba chân bốn cẳng chạy mất, nhưng mà không bỏ cuộc đâu nha. Chúng mình đến với những bạn hươu khác. Các bạn hươu ở đây thì cực kỳ thân thiện chỉ khi mà bạn có đồ ăn. Đứng đầu xu hướng siêu xe tại Đan Mạch phải kể đến đó là những chiếc xe đạp. Các bạn thực tập sinh từ Việt Nam qua bên này thì có 3 phương tiện chính các bạn sẽ sử dụng: ô tô, xe gắn máy và xe đạp. Tại sao ở Đan Mạch người ta đi xe đạp nhiều vậy ta? Năm 2016 ước tính cứ 10 người thì có tới 9 người sở hữu xe đạp. Wow, thật kinh khủng khiếp các bạn nhỉ. Bánh mì thấy rằng ở Đan Mạch có những cái tuyến đường nó chỉ dành riêng cho người đi xe đạp thôi, và thậm chí trên đường phố bình thường có những cái phần đường dành cho người đi xe đạp. Đi thế nào thì đi, cứ phải tuân thủ luật các bác ạ. Sai luật là chúng ta sẽ bị phạt đấy. Mặc dù xe đạp thôi nhưng mà phải đáp ứng những tiêu chuẩn của xe đạp thì chúng ta mới được sử dụng. Các bác gửi xe ở bãi đậu xe thì nhớ khóa vào nha, nếu không có một cái nịt thôi đấy. Đan Mạch thì cũng văn minh chứ, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái trường hợp xấu được. Mà khóa xe có khi còn một cái vành xe thôi ý. Người Đan Mạch có thân thiện không? Qua những buổi xin mận hàng xóm của bác bánh mì thì các bạn biết rồi phải không? Thử thách vẫy tay với người không quen nhé. Đây đây, của bác đang dọn vườn này. Ủa, bác cũng vẫy kìa, run to nhé. Ai chết chả, bác cũng vẫy tay với mình. Chúng mình không quen nhau nha, cũng không phải hàng xóm đâu. Hôm đấy chúng mình bị đi sai đường. Tự nhiên thì nào mình gặp bác ý, mình thử vẫy vẫy xem. Ai ngờ bác ý cũng vẫy mà. Mà bác ý còn đang dọn vườn nha, bác ý không hề biết mình đi qua. Tự nhiên thấy bác ý ngẩng đầu lên, úi giời, mình vẫy tay ngay. Bác cũng vẫy tay rất thân thiện chứ.
Người Đan Mạch nói tiếng Anh ư? Đố bác biết đấy. Ra vườn nhà hàng xóm xong mình nói cho các bác điều này nhá. Người Đan Mạch họ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Đan Mạch, nhưng mà bên cạnh đó còn có tiếng Anh, tiếng Đức cũng được sử dụng thường xuyên nhá. Thường thì trong các mẫu văn bản ở trên đường phố hoặc trong các khu du lịch, người ta sẽ in hẳn ba từ tiếng: tiếng Đan Mạch, tiếng Anh và tiếng Đức. Các bác thích đọc ngôn ngữ nào thì đọc nhé. Còn nói chung, khi mà các bác chuẩn bị tâm thế để sang Đan Mạch thì có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, vì hầu như đa số những người Đan Mạch, người nhập cư ở đây, họ đều có thể nói được tiếng Anh thôi mà. Thậm chí một số người nhập cư họ rất giỏi tiếng Đan Mạch ấy chứ. Thì có phải tất cả trong số họ đều nói được tiếng Anh không? Không nha các bác ơi, một số người họ không biết nói tiếng Anh ấy, hoặc một số người họ nói không giỏi. Như nhà bác hàng xóm mình có cây trái này, bác đâu có nói được tiếng Anh, nhưng mà con gái của bác nhá, giỏi cả tiếng Anh cả tiếng Đức cơ, chính con gái bác rủ chúng mình hái quả đấy nha, chứ không phải như các bác đang nghĩ đâu. Ê mặt mùa hè thì hôm nay chúng ta sẽ đến với mùa đông nha. Một bữa tiệc Giáng sinh nhỏ giữa một ngày trời tuyết rơi rất mạnh. Khác với Việt Nam, Giáng sinh người ta ra đường thì ở Đan Mạch họ quây quần bên nhau và ăn những bữa Giáng sinh cùng với những phần quà mà đã được chuẩn bị từ trước. Mỗi người trong phòng chúng mình đều phải tự tay chuẩn bị một phần quà đặc biệt. Quà gì cũng được nha. Cả bánh mì đang phân vân không biết nên chọn chiếc nơ nào, chiếc nào sẽ phù hợp với gói quà của mình đây. Bữa đầu tiên là bánh mì được đón Giáng sinh tại Bắc Âu. Trời ơi, mong đợi hết nó. Quà thì cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng mình chỉ còn đợi mỗi cái màn khai tiệc thôi. Ngoài cửa sổ thì tuyết đang rơi, bên trong nhà thì có một không gian ấm cúng. Giống như Việt Nam mình có ngày Tết âm cực kỳ quan trọng, thì ngày Giáng sinh ở Đan Mạch nó cũng vậy. Một mùa bội thu các bác ơi. Hải mận nhanh không, trời nó mưa các bác ạ. Cái trời Đan Mạch mùa này nó kỳ cực, cứ nắng được một xíu thôi nó đổ mưa ngay mà. Cái cành mận này buồn cười thế, đang ở trên cây mà tự nhiên nó gãy vào tay mình cơ. Nó bị gãy thật nha, bởi vì bánh mì cầm mạnh quá nên nó bị gãy. Mình thật mang tội quá đi thôi. Mà các bác hay hỏi học ngành gì thì đi thực tập bên này. Nhiều ngành để học cực các bác ạ. Đầu tiên phải kể đến các khối ngành ở bên nông nghiệp, và các bác có thể kiểm tra kỹ hơn về các ngành các bác thích ở trong các trường đại học nha. Khối ngành thứ hai có thể là du lịch và khách sạn. Khối ngành thứ ba hộ lý và chăm sóc y tế. Các bác mà biết ngành nào nữa thì cho mình biết với nha. Các bác tưởng mỗi thực tập sinh ở Nhật Bản khổ còn thực tập sinh Đan Mạch sướng thôi á? Không phải đâu đó nha, thực tập sinh ở Đan Mạch thì cũng khổ cực ý. Điều này thì còn tùy thuộc vào từng nơi bạn thực tập. Và nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào tính thích nghi của cá nhân và cái cách mỗi người giải quyết vấn đề nó khác nhau. Và còn một điều quyết định cuối cùng, hệ số may mắn của các bạn. Nếu mà may mắn thì bạn sẽ được ở một nơi như gia đình của bạn, còn nếu không may mắn thì mình không biết nha. Các bác có biết múi giờ ở Đan Mạch khác múi giờ ở Việt Nam như nào không? Vào mùa hè, trời sẽ sáng đến tận 11 giờ đêm. Và tất nhiên, chúng mình sẽ phải sử dụng múi giờ cho mùa hè GMT cộng 2 nha các bác ơi. Mấy cái video này mình quay vào mùa hè khoảng 8 giờ tối gì đó. Vào mùa hè thì Đan Mạch sẽ chậm hơn Việt Nam chúng ta 5 giờ đồng hồ. Cái tầm giờ mình đang ăn cơm tối, Đan Mạch mà gọi điện về Việt Nam mọi người chẳng đi ngủ hết cả rồi. Và cái giờ này được gọi là giờ mùa hè Trung Âu nha các bác. Và tất nhiên mình rất thích mùa hè ở đây, thời tiết thì mát mẻ, không quá nóng, phong cảnh thì hữu tình, thơ mộng. Nhưng mà mùa đông thì sao? Mùa đông thì chúng mình sẽ có tuyết thôi. Chơi với tuyết cũng rất vui nhưng mà cóng tay các bác ơi. Múi giờ của giờ mùa đông GMT cộng 1. Nó được gọi giờ Trung Âu đó. Giờ mùa đông thì bên Đan Mạch sẽ chậm hơn Việt Nam 6 giờ đồng hồ. Nếu như mình gọi điện thoại về Việt Nam và cái giờ mình đang ăn cơm tối thì chắc mọi người ở Việt Nam đang ngủ được 1-2 giấc rồi đó. Hôm trước ở khu mình còn âm 12 độ cơ. Trời thường tối vào 4 giờ chiều nên mình chỉ có trong nhà thôi vì trong nhà nó ấm.